Hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Nó hiện rất là ít chơi game này ha. Thì hôm nay cũng có một server khá là ngon ha, cài cốt là full kim nguyên bảo luôn. Đó, ok, bây giờ đây là con gì kiếm hiệp tình gì đấy. Nói chung là con đúng rồi, kiếm hiệp tình. Đó, đây, game có 3 lát nhân vật ha. Võ Đan, rồi Hiên Vương với lại Hiên Sơn ha. Ok, thiệt. Theo hít cái con Hiên Vương này từ những lúc mà chơi game kiếm thế PC á. À, hít nó từ đó tới giờ. Ok. Đa số mấy game mà có Hiên Vương là heo hết 60% là muốn chọn con Hiên Vương rồi. Rồi, đây chúng ta vào game ha. Và nghe con này là muốn đồ họa đẹp thì bấm vào đây, cài đặt. Rồi tính năng game nè, thấy không? Nó đang ở chỗ hấp nè ha. Ok, rồi chúng ta sẽ bấm qua Hoàng Mỹ. Bà mẹ mày, đó. Nét hơn được miếng, ăn thua là cái điện thoại của chúng ta nó màn hình nó là bao nhiêu ha? Full HD, 2K hay là 2K cộng này nọ. Đó. Rồi nó nét hơn chút rồi đấy. Chữ đồ cũng không bị bể nè ha. Rồi ok, vô túi coi nó có phi cái gì không đã. Đầu game vô thì phi cho chúng ta được 500.000 kim nguyên bảo hóa nè ha. VIP thì chúng ta tiêu kim nguyên bảo lên. Rồi, bây giờ chúng ta qua thông tin của server cái ha. Đây, kiếm hiệp tình. Đó, 11 giờ ngày 17 tháng 3 ra mắt server mới. Server 1 luôn, Ngọc Phụng ha. Đó, trang chủ là DTK Game nè ha. Rồi, cách kiếm kim nguyên bảo. Ủa, đây nè. Này gì đây? Cách kiếm kim nguyên bảo. Mình phải bỏ nó vô đây. Để coi nó chạy nhiệm vụ cái đã. À, đánh boss nha anh em, đánh boss ra kim nguyên bảo nè. Đồ. À, cái đường đồ mã đồ đỏ luôn. Ngon vậy. Trời. Ok, đánh boss bản ra nữa hả? Mà. Hôm nha. Ra cái rương hoàng kim gì đó, kim tệ gì đó chúng ta bắt bấm vô là có nè, để săn boss nè ha. Nè đó có cái đường nè. Gì phó bản nguyên liệu. Ô. Oh. Đánh boss phó bản ra hả? Ô, oh, không cần boss thế giới nha, phó bản của mình cũng ra kìa anh em. Ồ, oh. Hôm nha. Nếu mà boss phó bản mà ra luôn kim nguyên bảo vậy là hôm đấy. Đồ admin nè. Rương bạch kim 1 nè ha. Đó. Chà, admin tận tâm đến nỗi mà làm luôn cái video hướng dẫn cho chúng ta. Ok. Rồi, hiểu. Rồi, ở đây like xe ha. Nhận thêm 500.000 kim nguyên bảo. Đó, ok. Cái gì à, chụp hình tên nhân vật hả? Này tên là gì ạ? Hồi nãy đặt cái gì quên rồi. À, ok. Để nhắn tin admin lấy quà coi. Rồi còn gì nữa ta? Like xe nhận 500.000 kim nguyên bảo nè ha. Rồi chuỗi phúc lợi nhận quà hấp dẫn nè, vượt phó bản trân yêu háp nè. À, nói chung là đánh phó bản boss thế giới rồi này nọ sẽ được nè. Hưởng tham gia 5k, hưởng nhận hư khi kit boss nữa nè. Top 1 50.000 đồ má dữ vậy. Ngon nha. Kiếm hiệp tình 3D, game võ lâm mộng cảnh đầu tiên tại Việt Nam. À, ok. Rồi, nhìn sơ thì chúng ta đã biết con này là phi pool mẹ nó rồi, còn gì nữa. Ok, vậy còn lại là chúng ta vào và test thôi. Rồi, má ta nhớ cái thời mà con này nó vừa về Việt Nam, ta nói ông nào cũng mở hết.
Má ta nói mở, ta nói người người mở game, nhà nhà mở game. Ta nói một buổi sáng mà lên 4-5 ông mở con này. Đó, 500 ngàn kim nguyên bảo nữa kìa. À, vậy là được 1 triệu rồi, vô game chúng ta được 1 triệu ha. Ok, còn gì nữa đây? À, ok, được 1 triệu rồi phải không ta? Đúng rồi, được 1 triệu nè, 100 vạn. Có được một con thú. À, có tên, ký tên, điểm danh hàng ngày nè. Điểm danh hàng ngày cũng ra đồ này nọ. Rồi thông báo, quà cấp nữa nè ha. Chưa đủ. Có trang bị ngoài kim nữa nè. Quà lực chiến, tìm lại, hưởng online đồ. Vẫn đang trong chế độ là chạy nhiệm vụ nha. Con này chúng ta phải lên level cao kìa, mới đánh boss, đánh map đồ được nhiều chứ. Mà nhanh lắm anh em dục cái ạc đó đó, khỏi cần làm què gì hết á. Khỏi cần đụng tới nó luôn. Khoảng chừng nửa tiếng sau đi ngồi coi một bộ phim hoạt hình hay là đi coi một cái phim tươi mát, vui vẻ, mát mẻ này nọ là quay lại là con game nó đã lên được khoảng level 50 rồi đó. Heo hít chơi con này là vậy anh em. Nó đi làm nhiệm vụ gì cậy bà nó, anh em khỏi quan tâm tới chừng nào mà nó tự làm. Anh em rảnh em qua là thấy ok. Kim Nguyên Bảo thường này là nghe nói là đánh boss đồ có nãy đây. Hôm nha. Nè con nè, đó nó tự điểm dây rồi nó tự chạy nhiệm vụ. Việc của chúng ta là ngồi nói chuyện với nhau thôi. Game khá là ok. Ngon. Đó. Vô thì đầu game thì được nhận 1 triệu là 500 ngàn kim nguyên bảo khóa ha. Lái xe nhận 500 ngàn kim nguyên bảo khóa. Còn kim nguyên bảo không khóa thì chúng ta đánh boss đồ này nọ nó ra ha. Đó. Rồi, chờ để giờ bé heo đợi cho nó lên level cao cao cái đã ha anh em. Ok. Giờ đi qua coi kiếm game thêm cho anh em xong rồi quay lại để là nó lên được level nhiều à. Đợi tí nào. Rồi nãy giờ quăng ở đó thì nó tự treo và chạy nhiệm vụ thì nó lên được level 59 nè anh em. Đó, level 59 ha. Thì bây giờ chắc heo sẽ đi phó bản thử coi. Đây. Ở đây chúng ta có phó bản nè ha. Hiệu chiến. Không biết là phó bản nghe nói là phó bản này cũng có kim nguyên bảo, có rương này nọ. Hiện tại thì trong đây là nó có mấy cái rương tàu lao mía lao nè. Đấy, có mấy cái rương này ha. Chưa có gì luôn chứ có rương què gì đâu. Rồi đó, vẫn 1 triệu kim nguyên bảo còn y ha. Rồi bây giờ để cho nó đánh đi rồi chúng ta đi lòng vòng xem nè. Rồi nhận. Đó, giờ chúng ta đi kiếm kim nguyên bảo thường ha. Nếu mà thật sự là có kim nguyên bảo thường nữa là quá ngon luôn nha anh em. Tính ra là thơm luôn đấy. Để coi. Trước tiên thì để nhận hết mấy cái món đồ này coi. Phó bản này phó bản gì ta? Tiêu diệt không biết có không đây. Ok má đánh con boss cũng chết luôn á trời, còn 10%. Ok cuối cùng con boss cũng chết. Đây chúng ta có gương rổ nè ha, chưa có xài gì luôn. Heo sẽ không xài gì hết, heo sẽ để đó. Có kìa anh em đầu. Ok đây thấy rồi. Ok, xài cái gương gỗ. Đánh xong là tự khắc có kim nguyên bảo luôn. Đây, 1.000. Ok. Thích thì chúng ta mang tiếp ha. Dùng. Đó. Rồi, ơi, ok nè. Đó, đánh tiếp. Trắng ma tiếp. Đây, phó bản nguyên liệu nè anh em. Đây, trời. Khiêu chiến. Ok, thấy ngon rồi đấy. Rồi, nhưng mà để cho nó đánh ha. Đó. Hôm. Đi tiến bật mấy con thú này lên cái.
À không không không, không không tiếng bật. Để đó đi. Để Kim Nguyên Bảo đó chúc cho anh em xem luôn. Đó, chứ để nhiều ông nói anh đổi Kim Nguyên Bảo từ bên này qua bên kia đồ các kiểu. Để nó khổ lắm anh em à. Tới đi bồ ơi, tới đi. Đó. Dạ, nhưng mà đánh đánh boss hơi hơi đuối nha. Ok, ok, đánh boss hơi đuối đấy. Đúc đồ không ta? Ok, đúc nó hết vậy đi. Rồi, ok. Đó, boss nè, thấy con boss rồi. Ông má nó đứng từ xa nó đánh hồi nãy giờ mất máu tao méo hay luôn. Mày đánh lén nè. Mày đánh lén tao 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 nè. Chết mẹ, đứng sao tới háng nó vậy ta? Nó cao quá vậy anh em. Đứng có tới háng nó trời. Ok ok. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Đó, rương bạch kim kìa. Ok, rồi đi ra. Đó, lên 1.000 năm à. Ê, thấy cái kia ngon hơn nha. Cái này có bộ không ngon lắm. Này cấp 100 mới mở. Rồi cái này càng quét. Đó, Kim Nguyên Bảo nè. Có Kim Nguyên Bảo không khóa và Kim Nguyên Bảo khóa luôn ta. Đồ phòng. Ngon lành. Ok ok. Hình như là phó bản nào cũng ra. Tiêu chiến luôn. Trời ngại ngùng gì bích bẩn anh em. Phúc lợi nữa nè ha. Rồi ok, thấy vậy là ngon rồi. Vậy là chúng ta có thể tự cài Kim Nguyên Bảo được rồi ha. Và đánh boss thế giới cũng ra Kim Nguyên Bảo nha anh em. Đó, đây đây đây. Nhắc lại thông tin open server 11 giờ ngày 17 tháng 3 ha. Ra mắt máy chủ X1 đầu tiên luôn. Ngọc Phụng. Đó, có video hướng dẫn hướng dẫn gì quên mẹ nữa ta. Hướng dẫn cài phi Kim Nguyên Bảo luôn nè. Đó, like xe nhận 500.000 Kim Nguyên Bảo. Rồi đó, đi nè, phó bản vượt háp 9 tiếng. Rồi trận yêu háp, phó bản tiến bậc, trang bị nguyên liệu, khí luyện tinh anh. Rồi boss thế giới nè. Đó, ok. Rồi thưởng kết liễu này nọ, đầy nhóc luôn. Ok, ok, bàn cãi gì nữa. Rương quân công nè, ok, bưởi ơi. Trưởng lão hả? Đó, anh em lên gang cao thì mở nhiều phó bản ra và sẽ nhận được thêm nhiều Kim Nguyên Bảo nha anh em. Đó, còn ở đây thì ở dưới phó bản thấp thì chúng ta nhận thấp thôi. Đó, rồi đó. Ô, mà Kim Nguyên Bảo bán rẻ anh em. Kích ngoạt nè. Trời trời trời, gì có 300 đồng vậy? Đó, có luôn, hút gửi luôn. Ủa, gì rẻ vậy ta? Đấy nè, còn cái này cũng chỉ có 1.000 tóm. Ok, 1.800 có luôn thời trang luôn. Trời ơi. Ngại gì, ngại gì. Gì nữa đây? Ok, nhận thưởng. Phó bản. Ok, mình đánh được nữa không ta? À không. Càng quét thiêu chiến. Để chích mẹ bấm thiêu chiến gì ta? Bóc ra đi. Đây. Càng thôi chứ thiêu chiến làm gì? Đó. Nè, đây chúng ta được 5.000 Kim Nguyên Bảo khóa. 1.000 Kim Nguyên Bảo Hường. Ok, và đồ bán rất là rẻ. Chúng ta nè, mới lên VIP thì phải. Ơi, càng được nữa nè. Đó, trời trời trời. Má 2.000 Kim Nguyên Bảo luôn. Được, được. À, vậy tính ra nó ra random rồi. Ok, đó. Trời ơi. Càng nhanh, càng nhanh. À, phụ bản. Không có phụ bản, có thể càng quét nữa. Đây, 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 cái này còn nè. Càng. Thế vậy ở đây còn càng được 2 lần mà ta, sao nó không ra nữa ta? À đây nè, càng xong rồi, ok. Đây, được 10.000 rồi nè. Đó, trời ơi. Ok, càng VIP. Cần vượt qua phó bản. Ok, mày từ từ đi. Đẩy, đẩy luôn cái phó bản này anh em. Phó bản nào cũng ra Kim Nguyên Bảo hết, 10.000 rồi. Đây, mục tiêu ngày. Mục tiêu ngoài ngày, ok. Đó, lên được VIP 3 rồi nè, thấy không? Đó, anh em tiêu Kim Nguyên Bảo là sẽ tự lên kim lên VIP nha. Vậy là tính ra là con này là full luôn á anh em. Đó, được 100
1.600.000 ở lộn, 1.600.000 gì, 1.060.000 kim nguyên bảo đó, kim nguyên bảo khóa. Còn VIP thì chúng ta nhận free ha, đó, xài kim nguyên bảo là tự khắc nó sẽ lên nha anh em. Đấy đấy, ok, đồ bán cũng khá rẻ, hy vọng là trong shop nó cũng rẻ y vậy ha. Nhận nhận. Ồ oh. Mấy con boss này đã giết cái một đó, khiêu chiến khiêu chiến khiêu chiến. Ở đậu phộng sao vô luôn rồi, thôi kệ mẹ nó đi. Ở đây phó bản, mở thêm cái phó bản đồng nữa hả? À không, đây phó bản ai xếp nữa hả? Cấp 70 mới mở chú ơi. Má mà có cách nào à? Ok ok, cái này là phó bản đồng. Rồi phúc lợi, đang server 68 hả ta? Chắc đánh xong cái này nữa ra là lên là 70 là đánh được cái phó bản ASAP rồi. Đó. Cái shop nằm đâu ta? Cái shop, shop đây, Trần Bảo nè. Trần Bảo, đó. Thời trang cánh, cánh nè, về với đội của heo, ok, mặc vô. Bà mẹ mày, tao ghét cái hôi rương này. Đó, mua luôn chiếc xe. Trời trời trời, có xe ngu gì không chạy trời. Tao mở luôn cái này đi, tao mệt quá mà. Cái này hồi nãy bộ ngoại trang kia đẹp hơn, em sẽ lấy bộ ngoại trang kia, còn bộ này không lấy. Trời, chưa lên được ASAP luôn. Ok, có gì để chạy nhiệm vụ chút cho nó lên ha. Rồi anh em nào có chơi thì tải về ha, link em sẽ để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về. Đánh phó bản, đánh boss đồ là ra kim nguyên bảo ha. Còn VIP thì chúng ta tiêu kim nguyên bảo để lên nha anh em. Đó. Đồ đồ bán cũng khá rẻ, không có mắc gì ha. Ủng hộ ASAP giả ngoại. ASAP diệt quái cộng lên nữa nè. ASAP nhân đàn 20 bán kim nguyên bảo khóa và không khóa đồ cũng khá là rẻ. Đó. Đó, đó, VIP thì đó, nãy giờ ăn nó lại lên level VIP 5 nữa nè ha. Đó, mà hồi nãy giờ có 10.000 kim nguyên bảo lên em. Rồi tính ra thì server này chơi ngon đây. Đồ nguyên vật liệu rồi cũng khá rẻ. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh. Và đặc biệt là nhắc lại một lần nữa là server sẽ open X1 đầu tiên vào 11 giờ ngày 17 tháng 3 nha anh em. Ok, còn bây giờ thì chơi game tiếp thôi, để lên level 70 để mà chen phó bản ASAP để lên cấp tiếp chứ. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.